Xin chào mọi người, hôm nay mình có một cái video ngắn về chủ đề sức khỏe liên quan đến căn bệnh đột quỵ mà mọi người đang rất là quan tâm. Và chắc chắn một điều là mọi người sẽ rất là thích và cảm thấy cần thiết là bởi vì đột quỵ là một trong những cái nguyên nhân hàng đầu gây ra tỷ lệ về tàn tật và tử vong trên toàn thế giới. Ước tính trung bình là cứ 3 phút có một ca tử vong do đột quỵ. Vậy thì khi mà chúng ta có kiến thức căn bản thôi về đột quỵ thì chúng ta cũng cảm thấy là yên tâm và tự tin hơn rất nhiều trong việc là chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình mình, đúng thế không ạ? Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tìm hiểu về cái căn bệnh này một cách đơn giản nhất, dễ dàng nhất, nghe xong là hiểu luôn, không cần phải ghi chép gì cả. Ok chưa ạ? Và trong cái video này thì mình có ba cái nội dung chính. Nội dung thứ nhất đó là hiểu đúng về đột quỵ và tai biến. Nội dung thứ hai đó là nguyên nhân sâu xa gây ra đột quỵ tai biến là gì. Và nội dung thứ ba đó chính là cái cách phòng ngừa và cải thiện vấn đề đột quỵ tai biến một cách hiệu quả nhất. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái nội dung thứ nhất đó là hiểu đúng về đột quỵ và tai biến. Đột quỵ và tai biến là hai cách gọi khác nhau của cái hiện tượng mà mạch máu não của chúng ta này nó bị tắc nghẽn hoặc là nó bị đứt, bị vỡ ra gây ra hiện tượng chảy máu não. Vậy thì đây là cái hiện tượng trạng thái cấp tính cực kỳ là nguy hiểm luôn và tỷ lệ tử vong cực kỳ là cao. Thế thì nguyên nhân gây ra đột quỵ tai biến là gì? Nó có rất nhiều nguyên nhân, có thể là do tuổi tác, có thể là do va đập, có thể là do stress, có thể là do bệnh lý, vân vân. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những cái nguyên nhân sâu xa để gây ra đột quỵ và tai biến đó chính là hiện tượng mạch máu của chúng ta không được thông thoáng. Mạch máu không thông thoáng thì nó mới tắc nghẽn, thì nó mới đứt vỡ, có đúng như vậy không ạ? Đó, thế thì để giải đáp kỹ hơn thì chúng ta tìm hiểu một cái thông tin nữa về huyết áp nhé, bởi vì huyết áp sẽ liên quan trực tiếp đến mạch máu. Nói đến huyết áp thì ai cũng biết đấy, nhưng mà để hiểu thì không phải ai cũng hiểu. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cách hiểu về huyết áp cực kỳ là đơn giản như thế này. Huyết là máu, áp là áp lực. Vậy huyết áp chính là áp lực của máu tác động lên thành mạch dưới sự co bóp của tim. Đó, thế thì tim đóng vai trò là một cái máy bơm. Khi mà nó co bóp, nó sẽ tạo ra cái áp lực nước tác động lên cái mạch máu là cái đường ống dẫn nước. Thì đó chính là huyết áp. Đơn giản vậy thôi. Đó, và khi nói đến huyết áp của chúng ta thì người ta thường nói là huyết áp của bạn là 110 trên 70 nha. Nó có hai cái chỉ số. Thế tại sao lại như vậy? Và hai cái chỉ số này á, nó tương ứng với hai trạng thái của tim. Khi mà tim của chúng ta co, nó tạo ra cái áp lực lớn thì chúng ta có chỉ số lớn là 110. Và khi mà tim của chúng ta giãn thì chúng ta có cái áp lực nhỏ nên có cái chỉ số nhỏ là 70. Thế thì cái chỉ số lớn đó nó được gọi là huyết áp trên và chỉ số nhỏ được gọi là huyết áp dưới. Ok, đến phần này nha. Rồi. Thế thì một người bình thường sẽ có huyết áp như thế nào? Một người bình thường thì huyết áp của họ sẽ là huyết áp trên nhỏ hơn 120 và huyết áp dưới là nhỏ hơn 80. Ví dụ như là huyết áp 110 trên 70 là huyết áp rất là đẹp đó mọi người. Ok chưa ạ? Thế thì chúng ta còn có hai cái trạng thái không ok nữa, đó là huyết áp cao và huyết áp thấp. Như thế nào thì được gọi là huyết áp cao? Nếu như một người có huyết áp trên mà lớn hơn 140 và huyết áp dưới lớn hơn 90 thì bạn đã bị huyết áp cao tại thời điểm đó rồi nhá. Ví dụ người ta đo huyết áp, người ta nói là huyết áp của bạn là 150 trên 100, 160 trên 100 thì có nghĩa là tại thời điểm đó bạn đang bị huyết áp cao rồi. Và ngược lại, nếu như mà là huyết áp thấp thì bạn sẽ có cái huyết áp trên dưới 90 và huyết áp dưới là dưới 60. Ví dụ người ta nói là huyết áp của bạn 90 trên 55 hoặc là 85 trên 60 thì có nghĩa là tại thời điểm đó bạn đang bị huyết áp thấp rồi nhá. Đó, thế thì tại sao Vân Anh nói là tại thời điểm đó? Bởi vì để kết luận bạn là bị huyết áp cao hay bị huyết áp thấp thì không phải người ta chỉ đo một lần mà người ta đo nhiều lần ở nhiều thời điểm khác nhau. Nếu như huyết áp trung bình của các bạn mà cứ xoay quanh cái chỉ số huyết áp thấp đó không vượt lên được thì bạn đã bị bệnh huyết áp thấp rồi. Còn nếu như mà ngược lại, huyết áp của bạn mà luôn ở cái trạng thái cao thì bạn sẽ bị kết luận là huyết áp cao. Vậy thì hai cái trạng thái này, đặc biệt là huyết áp cao, chính là cái nguyên nhân chính để tạo ra cái nguy cơ mà bị đột quỵ và tai biến. Bởi vì khi mà cái áp lực máu lên thành mạch nó lớn quá, nó làm cho mạch máu mà bị tắc nghẽn hoặc là bị
bục phát vỡ đứt ra một cái, thế là xong rồi đấy. Đó. Thế thì trước đây khi mà không hiểu về cái nguy cơ về đột quỵ này thì mình đã từng nghe là có những người mà ngủ dậy hắt xì hơi một cái lăn đùng ra chết, và khi đó được kết luận là bị đột quỵ. Thế thì mình không không tin, không hiểu được, cười hô hố luôn, bởi vì nghĩ nó không không có thật. Nhưng khi hiểu về cái vấn đề huyết áp rồi thì mình hoàn toàn có thể giải thích được điều đó. Cái người này là trong cái khi ngủ là cái huyết áp của họ tăng lên và họ không hề biết. Khi mà họ thức dậy một cái thì họ họ hắt xì hơi thì vô tình là tạo ra một cái áp lực cộng hưởng, vào giống như việc một giọt nước làm tràn ly á, nó làm cho một mạch máu não bị vỡ ra, thế là đi thôi. Đó, nó thấy, mọi người thấy cái nguy cơ của nó cực kỳ là kinh khủng luôn. Thế thì ngược lại với huyết áp cao là huyết áp thấp, thì huyết áp thấp nó không có tạo ra những cái biến chứng cấp tính như giống như là huyết áp cao. Tuy nhiên nếu trong thời gian dài không cải thiện, nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của chúng ta, không hề thua kém gì so với huyết áp cao luôn. Bởi vì mọi người thấy huyết áp thấp thì có nghĩa là cái áp lực của máu ở trong mạch máu và sự tuần hoàn máu của nó rất là kém. Thế thì máu của chúng ta chứa oxy, chứa dinh dưỡng mà. Vậy thì khi mà tuần hoàn kém như vậy thì nó sẽ cung cấp oxy và dinh dưỡng không đủ cho các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là những cơ quan nhạy cảm, ví dụ như là não, ví dụ như là tim, ví dụ như là thận chẳng hạn. Thì sau một thời gian dài như thế thì những cái cơ quan này nó sẽ bị tổn thương, và khi mà nó bị tổn thương thì nó có thể gây ra những nguy cơ ví dụ như là suy tim, suy thận, nhồi máu cơ tim, vân vân. Đó, thế thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng của chúng ta rồi, đúng nào? Và đặc biệt là đối với những người mà phải làm việc như làm di chuyển nhiều hoặc là làm việc ở tầng cao thì còn nguy hiểm hơn nữa cơ. Lý do là bởi vì những cái người bị huyết áp thấp thì thường có những cái biểu hiện là đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, người mệt mỏi, vô lực, rồi dễ hụt hơi, hơi thở nông, rồi hay quên, không thể tập trung được, rồi thậm chí là toát mồ hôi hột và ngất xỉu ngay tại trận luôn. Mọi người hình dung điều gì xảy ra nếu mà bạn làm việc ở trên tầng cao và đùng một cái bạn hoa đau đầu, bạn chóng mặt, bạn ngất xỉu. Các bạn đang chạy xe, điều gì xảy ra nếu như mà chúng ta bị chóng mặt và chúng ta ngất xỉu. Đó, thế nên là dù là huyết áp cao hay là huyết áp thấp thì nó đều mang lại những cái ảnh hưởng xấu, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta. Chính vì thế mà mọi người cần quan tâm tới việc làm thông thoáng mạch máu thì chúng ta sẽ giải quyết được tận gốc rễ vấn đề, dù là huyết áp cao hay là huyết áp thấp, đúng không ạ? Thế nên mọi người sẽ thấy rằng là tim là một cái máy bơm, mạch máu sẽ là đường ống dẫn nước. Một đường ống dẫn nước, ví dụ mình 34 năm nay chưa từng được làm sạch thì điều gì sẽ xảy ra? Nó sẽ thấy, các bạn sẽ thấy là ở trong mạch máu của chúng ta, trong cái đường ống dẫn nước đó có rất nhiều rêu cặn, bẩn, đúng không ạ? Rồi thậm chí có những người mà bị máu nhiễm mỡ thì nó còn tạo ra những cái bít tắc ở trong mạch máu nữa cơ. Rồi thậm chí là sau một thời gian kéo dài, mạch máu của chúng ta còn bị sơ vữa, cái khả năng đàn hồi kém. Thế nên thì đấy là việc tất yếu là sẽ xảy ra đột quỵ tai biến, không có gì phải suy nghĩ, không có gì phải nghi ngờ nữa rồi, đúng không ạ? Đó, thế nên là chúng ta có thể tắm rửa một cách dễ dàng với rất nhiều các loại xà bông sữa tắm khác nhau, nhưng mà chúng ta không có một cái thiết bị nào có thể đưa vào trong mạch máu để làm sạch mạch máu được. Thì rất là may chúng ta có một cái loại, đó là omega 3. Thế thì omega 3 khi mà vào trong cơ thể của chúng ta, nó đóng vai trò giống như thằng nạo vét ống khói ấy, nó sẽ làm sạch tất cả những rong rêu rều cặn, thậm chí là mỡ xấu bám vào trong thành mạch của chúng ta, tống tất cả những cái này ra ngoài. Vậy thì khi mà mạch máu được làm sạch như vậy thì có phải gốc rễ của cái việc là bị đột quỵ và tai biến nó sẽ được cải thiện, đúng không ạ? Và khi mà mạch máu được làm sạch, nó không chỉ có cái lợi ích như vậy, nó còn giúp cho tuổi thọ của chúng ta tăng cao nữa. Thế nên các bạn hãy tìm kiếm một cái nguồn omega 3, thứ nhất là sạch, có nguồn gốc xuất xứ, các bạn tìm hiểu đầy đủ thông tin về nó, và các bạn hãy sử dụng omega 3 thường xuyên cho bản thân và cho gia đình mình, bất kể một lứa tuổi nào, bởi vì omega 3 có rất nhiều những cái vai trò khác nhau.
Đối với trẻ em thì phát triển trí não, phát triển về mắt, khả năng ghi nhớ, đúng không ạ? Và đối với người lớn thì đương nhiên là càng cần rồi, để làm thông thoáng thành mạch máu, ngăn ngừa các vấn đề về huyết áp tim mạch, rồi cải thiện về trí nhớ. Đặc biệt là các chị em mà đã sinh nở rồi thì các bạn hay bị gọi là não cá vàng, thì các bạn hãy dùng omega 3 ngay từ bây giờ luôn, và nó sẽ cải thiện rõ được cái vấn đề về trí nhớ của chúng ta. Ngoài ra là mình cam kết với mọi người luôn là khi bây giờ mọi người dùng ít nhất một viên omega 3 một ngày, thì đến khi chúng ta lớn tuổi chúng ta sẽ không hề bị lẫn luôn, không hề bị lẫn luôn luôn. Và nam giới cũng cần thiết để dùng omega 3 đó. Thế thì đến bây giờ là mọi người hãy thấy được cái vai trò và cái nguyên nhân, cũng như là cái giải pháp để cải thiện tận gốc cái vấn đề về đột quỵ tai biến rồi nhé. Thế thì mình kể mọi người nghe là trước đây mình, bản thân mình là một người huyết áp thấp, huyết áp của mình thường xuyên dưới 90-60 luôn. Thế nên là những cái biểu hiện, những cái dấu hiệu của huyết áp thấp mình cảm cực kỳ là rõ. Bình thường mọi người mà bị thay đổi thời tiết, mọi người hay nói là tôi là một cái máy dự báo thời tiết đây, nhưng thực ra không phải đâu. Nó là do cơ thể của chúng ta nó thiếu chất và mạch máu có quá nhiều rác bẩn thôi. Thế nên là tuần hoàn máu não nó kém thôi. Thế nên là bị đau đầu một cách dữ dội luôn. Bình thường mọi người bị đau đầu thường là uống 2 viên giảm đau là đã cực kỳ kinh khủng rồi, đúng không? Mình uống 2 viên giảm đau không hề giảm luôn, không hề giảm luôn, và cố chịu đựng là người ta nói là sau 4 tiếng mới uống liều giảm đau tiếp theo. Mình không thể nào mà chịu đựng nổi, và mình sau 2 tiếng thôi là mình uống tiếp 2 viên Panadol, mỗi viên 500mg nữa để giảm đau, mà mình mới hết được đau. Thế nên là kèm với việc là bị đau đầu thường xuyên kinh niên như vậy thì nó còn dẫn đến cái việc là ảnh hưởng đến xương khớp, sức khỏe của mình. Bởi vì mọi người có thể tìm hiểu cái giảm đau, cái thuốc giảm đau nó gây hại cho sức khỏe của mình như thế nào. Bản thân mình rồi có những lần là đang đứng tự nhiên là mình cảm giác được là mình sắp ngất, mình sắp đổ xuống luôn. Nhiều khi đang đứng còn phải kêu lên được đúng một tiếng là anh ơi anh đỡ em sắp ngã rồi, thế là đổ đến dình một cái xuống luôn. Đó, thì mình đã từng trải qua những cái điều đó rồi, nên là cực kỳ là hiểu được cái việc là huyết áp nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình như thế nào. Mình đã mất rất nhiều năm đi tìm những cái giải pháp để cải thiện sức khỏe, vấn đề huyết áp của mình. Bởi vì bên ngoài thị trường có nhiều omega 3 lắm luôn, nhưng mà mình dùng mà nó không có cải thiện, không có cải thiện. Thì cho đến cách đây khoảng 2 năm bắt đầu mình biết đến cái dòng sản phẩm dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe wellness của Oriflame đó, thì bắt đầu là đầu tiên là đi tìm về sức khỏe, bởi vì mình rất sợ là mình bị chết non luôn, không có đủ sức khỏe để nuôi con. Thế là mình chỉ là dùng cho nó cải thiện thôi. Thế thì sau 3 tháng sử dụng là cái vấn đề huyết áp của mình nó cải thiện mà mình còn không biết luôn. Đến khi mà mình đi đưa đón con đi học thì có một cái đội tình nguyện, người ta đi thực tập ở một số trường á, thì có cái lời mời là em đo huyết áp cho chị. Thế thì bạn ấy cứ đo huyết áp thì mình còn không biết là huyết áp của mình đã thay đổi. Thì mình chỉ nói với bạn là em ơi chị bị huyết áp thấp, và khi mà đo bằng máy cơ là chị rất khó đo luôn đấy, thế nên là em phải nghe kỹ vào. Mình nghĩ là bạn ấy đang thực tập, bạn ấy không đo được. Thế nên khi mà bạn ấy đo xong thì bạn nói là ơ chị ơi chị không bị huyết áp thấp đâu, huyết áp chị đẹp lắm, không có vấn đề gì cả đó. Thế xong rồi mình cũng bất ngờ và mình cũng chưa thèm quan tâm luôn, bởi vì lúc đấy gọi là mình gọi là dùng làm chơi chơi để cho có tiền sử dụng sản phẩm thôi. Lúc đấy là mình đang ở trong Sài Gòn. Thế sau đấy là đến khi mình sanh bé sóc luôn, cũng đi khám thai kỳ rất là nhiều, và lần nào cũng vậy, huyết áp luôn đạt trạng thái đẹp là 110/70. Thế thì khi mà sử dụng omega 3 nó sẽ cải thiện tận gốc rễ vấn đề, không phải là bạn dùng thì huyết áp của bạn mới đẹp, còn bạn không dùng là huyết áp của bạn lại trở về tồi tệ như ban đầu, không phải như vậy. Đến bây giờ mình vẫn có huyết áp rất là ok để có thể là vừa chăm sóc con, vừa làm việc và tận hưởng cuộc sống. Thực sự một người huyết áp thấp, sức khỏe tồi tệ, không buồn làm gì, không có sức khỏe không buồn làm gì, không thiết tha ăn uống, không thiết tha chơi bời, có sức đâu mà ăn, có sức đâu mà chơi, đúng không ạ? Đó, thì đây là một cái câu chuyện để chia sẻ cho mọi người. Nếu như mà bạn nào bị huyết áp thấp giống như mình, đặc biệt huyết áp cao thì phải cải thiện ngay rồi, phải dùng ngoài thuốc ra là phải cải thiện bằng dinh dưỡng ngay rồi, bởi vì cái nguy cơ đột quỵ tai biến rất là cao. Nhưng mà đối với những người bị huyết áp thấp giống mình thì các bạn cũng đừng chần chừ để cải thiện cái vấn đề huyết áp, nó liên quan đến sức khỏe, nó liên quan đến tính mạng của mình nhé. Bye bye.